À, một cái lý do nữa à, mà tôi nghĩ rằng biết tới ích cho rằng là các trẻ em cũng hết sức phải lưu ý đó là người đàn ông của mình bị người phụ nữ khác tấn công hoặc người phụ nữ khác hiến dâng một dạng trúng số ấy đúng không? thí à, dụ như là trên một chuyến máy bay hay là trên một cái chuyến xe khách à, tự dưng có một người phụ nữ trông cũng ngon lành, cành đào à, bắt đầu phát ra một cái tín hiệu rất là rõ ràng. À, lấy số điện thoại nhắn tin rồi à, chào mời à, có thể là sẽ à, có một cái mối tình chớp nhoáng trong một ít phút trong một à, khoảng khắc nào đó à, thì cái tỷ lệ này thì thường là nếu rơi vào đúng cái tình trạng là người phụ nữ khác người ta hiến dâng người ta gợi ý người ta bật mí người ta phát tín hiệu như vậy thì cái tỷ lệ mà bánh chén sẽ rất là cao nên là các chị em cũng hết sức lưu ý nha và lý do khác tiếp theo đó là người đàn ông cho rằng là mình có quyền giải trí, xả hơi, à, phi lưu một tí đúng không? không chết ai cả Đấy. À, thậm chí có những cái lý do như là à, người đàn ông có thể là có những cái giới tính khác à, ví dụ như là gay à, lấy vợ để che mắt thiên hạ rồi thì để làm hài lòng bố mẹ vân vân À, cũng dẫn tới tình trạng ngoại tình và thường trong trường hợp này thì người phụ nữ của anh ta thì rất là đau khổ bởi vì không những là anh ta ngoại tình mà anh ta lại còn ngoại tình với đàn ông cơ à, đấy là điều mà rất kinh khủng và rất nhiều chị là chưa kịp hiểu cái điều đó có thể rất là shock đúng không ạ à, lý do nữa mà cũng có thể xảy ra nào? À, khi người đàn ông gặp khó khăn trong công việc trong kinh doanh trong học tập À, dẫn tới cái tình công việc thì đang trì trệ Kinh doanh thì thua lỗ à, Tiền bạc thì Mất mát, nợ nần à, Thì Cũng rất dễ là chán nản đúng không Đang buồn, đang chán thì ai tán yêu ngay Hoặc là lúc đó Có một người phụ nữ khác Người ta ra tay cứu giúp Thì cũng rất dễ là có thể Có những cái tình cảm à, Ngoài cái chuyện à, ân huệ Thì cũng có thể có những cái chuyện Tình yêu, tình dục trong đó Đấy thế thì người ta cũng nói là tại sao có rất, rất nhiều người đàn ông là có vợ đẹp con sinh, vợ giỏi vợ tài, vợ hấp dẫn nhưng mà vẫn à, đi cặp bồ rồi thậm chí là cô bồ thì không bằng cô vợ một tí nào, à, có những trường hợp như vậy thì à, các chị em cần phải xem xét lại những cái lý do mà Mr. X vừa đưa ra, à, có thể đấy là gì? À, đấy là người ta muốn tìm của lạ, người ta nghĩ rằng là tình dục là cần thiết, đổi mới là cần thiết hoặc là ngoại tình là bình thường đúng không? Thế thì bây giờ sau khi mà mình biết rằng có những lý do như vậy thì cô vợ cần phải kiểm soát, cần phải lưu ý để chúng ta biết rằng là những cái lý do như vậy nó dẫn tới tình trạng ngoại tình thì chúng ta cần phải khắc phục, chúng ta cần phải phòng tránh, đúng không? Ví dụ như là bây giờ mà chồng mình ăn nên làm ra thành đạt. Đấy, đi đâu cũng quần quần áo áo xe đẹp điện thoại đẹp tiền rủng rỉnh thì mình cũng phải suy nghĩ mình cũng phải nâng cấp mình lên Đấy, và mình cũng phải đi học thêm những cái cách thức ứng xử cho nó phù hợp lúc trước mình là những người nông dân bây giờ mình là vợ của đại gia rồi mình phải quý quý phái mình phải sang trọng đúng không Chứ mình phải đi cùng với đẳng cấp của người ta Đấy, và mình phải phòng trước luôn phát đi thông điệp rõ ràng luôn Đấy, tránh việc là đến lúc mà vỡ lở rồi mình mới biết à đấy thì nếu mà mình thì xem xem là chồng mình có phải là người mà có suy nghĩ là ngoại tình là chuyện bình thường hay không thông qua cách thức trao đổi các cái chủ đề về tình dục chủ đề về tình yêu hay là chuyện của nhà người ta hay chuyện ở trên mạng qua cái, qua cái cách nói chuyện thì mình có thể nắm bắt được là chồng mình có là người có suy nghĩ như thế không nếu không thì cũng tốt mà nếu có thì mình sẽ phải dè chừng đúng không rồi à, chồng mình có phải là người thích tìm của lạ hay không chồng mình có hấp dẫn là, là đàn ông ga lăng đẹp trai lịch thiệp kiếm nhiều tiền hay giúp đỡ chị em phụ nữ hay không thì những người như vậy rất dễ bị dính vào phải do đối phương tấn công đúng không à, thì mình cũng phải là dạ nhắc nhở chồng rồi thì phải đưa ra những cái cam kết với chồng nếu lý do là vợ quá xấu không biết chăm chút bản thân thì các chị cũng cần phải nâng cấp bản thân như tôi vừa nói đúng không ạ à, ăn mặc đầu tóc à, da rẻ đấy, rồi thì tập tành cơ thể nó ngon lành lên dáng dấp nó phải chuẩn lên đấy, có tiền thì chịu khó đi làm spa một chút à, sau đó thì về nhà cũng phải à, chăm chồng chăm con à, đấy rồi thì à, mình cũng sẽ có những cái sự nâng cấp bản thân về mặt tri thức về mặt kỹ thuật về mặt à, tình cảm hâm nóng với chồng đúng không nếu mà tình cảm giữa vợ chồng có vấn đề thì mình phải xử lý và khắc phục không để chuyện đó kéo dài kéo dài là là, là nguy cơ để mà dẫn tới cái tình trạng là có thể ngoại tình hoặc là vợ hoặc chồng tâm sự với ai đó thì chúng ta cũng phải hạn chế bởi vì sau khi tâm sự xong là rất dễ là dính đòn Thế nếu như vấn đề là tình dục mà lạnh nhạt nhằm chán buồn tẻ lệch sóng uh, thì bây giờ một trong hai người hoặc cả hai người phải thay đổi uh, bằng những cái bài tập như là Mr. X đã làm rồi hướng dẫn rồi đúng không Nếu mà điều kiện công việc mà phải xa nhau thì thường xuyên động viên thường xuyên quan tâm nhắc nhở Đấy, để cho vợ hoặc chồng biết là mình uh, vẫn phải có trách nhiệm với gia đình Đấy Chứ không đến lúc là Quay ra là đã thấy con đàn cháu đống rồi Rồi thì Làm ra bao nhiêu tiền thì không đưa về cho vợ lại Đưa cho bồ hết Rồi nuôi con của bồ hết À cái đấy là có đấy nha Hết sức lưu ý Nhưng mà mình phải xử lý phải tinh tế Đúng không đấy, Thì một số những cái vấn đề như vậy Hoặc là trong trường hợp mà Chồng mà gặp khó khăn trong công việc kinh doanh thua lỗ thì phải biết phải hỗ trợ cùng chồng phải giúp đỡ chồng thì đừng có để mà chồng bơi một mình như thế là sau đấy là cũng lại là dâng cho người khác thôi ok thì mr x chia sẻ với các anh chị và các bạn một số những lý do cơ bản phổ biến khiến đàn ông ngoại tình xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học sau đó của chương trình này mr x xin cảm ơn bye bye